Vâng, chào tất cả mọi người. Buổi sáng nay á, mà tự nhiên rồi anh em mình gặp nhau, mình rất là mừng. Chào anh Ghi ở Việt Nam, chào ông Cầm Nguyễn ở bên Minnesota. À, chào tất cả mọi người. Rồi, ok, tới phiên Chào, tôi. chào anh Ok, Cầm. tất cả là chào trước mắt, trước hết là chào anh Ghi, người bạn mới quen, rồi chào anh Phương, rồi chào Chào tất anh Cầm. cả các người, các con cháu ở dưới diễn đàn, các bạn mẹ ở dưới diễn đàn. Ok, thì đầu tiên thì anh Ghi có tâm sự gì không? Bây giờ anh tâm sự là anh người bạn mới, anh tâm sự cái gì đó không, Đúng là anh rồi. sẽ tâm sự cho bọn trẻ dưới anh hết, cứ nói hết cái nỗi lòng của anh đi bình thường. À Ok. quên nữa, anh Ghi phải nói anh là hồi xưa anh là cái gì, tôi Là nghe quỷ không, gì anh đúng là lính rồi. ngụy phải không, ngụy già nữa phải không? Vậy chắc À, mẹ tôi cũng ba xin giới ngụy già, thiệu. ba ngụy già. Ồ, quên quên, ba ông ngụy ngụy già họ Nguyễn. Trời ơi, thấy không, Nhà Nguyễn. họ Nguyễn. Ngụy À, tôi ba ba ông ngụy ngụy già họ Nguyễn, nghe hay lắm ạ. Ba ông ngụy già họ Nguyễn, 6 chữ, mỗi người 2 chữ nhá. Ngụy Nguyễn Cầm là Ngụy Nguyễn Nguyễn Ghi nè, và Ngụy Nguyễn Phượng. Rồi, Ok, ok. Ê, cái này có sự trùng hợp lạ luôn á Nguyễn mà Ngụy mà Phượng đã là Nguyễn rồi á thì làm như nó lại dính đến ơi. Ngụy. Tôi cũng nói thật với anh Rồi. Cầm và anh Phượng, Dạ. tôi chả có mặc cảm vấn đề mà Ngụy hay là Việt Nam Chuyển Cộng đổi. Hòa cái gì, không một chút Vui. xíu gì hết, không có tự ti gì, Dạ. vì cái từ đó nó không có gì mà Đúng, mình phải đúng. chạy Chính trốn xác. hết. Đúng. Đúng rồi. Nhưng tôi sợ là những cái gì người nào mà biết tôi ngày xưa có một cái tính xấu, cái sự sống xấu xa đấy, tôi sợ nó lộ ra thôi. Đấy, chứ ngoài ra mình là cái gì cũng vậy. Vì ngày xưa đó, cái lính tôi nó cũng dữ lắm. Lính tôi là biệt động quân mà. Rồi. Đấy. Đấy, thành thử ra tôi muốn thoát được cái đó, thành thử bây giờ nói thật anh, tôi thấy cái bộ đồ bông những người đám trẻ có, người lớn có, mà mặc vô tôi thấy ghê lắm. Y như Đúng rồi. là mình thời trước mình bị một cái gì, giờ nó một cái nó ám Đúng. ảnh, nó ghê lắm, sợ lắm. Đúng, đúng, Đấy, đúng, đúng. tôi muốn thoát được. Kể cả Đúng chưa rồi. bao giờ tôi có một cái suy nghĩ gì mà gọi là hầu như ủng hộ sự chống bán lại đất nước hết. Nếu mà tôi xây dựng thêm được là tôi xây dựng. Và từ cái xây dựng đó, nó thật với hai anh đó là ngày hôm nay tôi đạt được về tâm linh đó. Chứ mình nói đạt được về cái hiện tại này, tôi thấy tâm linh đó. Đó, có những cái đó thì nhiều người nói cho là có phúc, là phúc cho tôi chứ không phải là cho con tôi nên. Bây giờ mà tôi tạo ra cho con tôi cũng hơi khó đó, bởi vì mỗi người có lý tưởng, cái đám trẻ nó lý tưởng theo nó. Nhưng được trước mắt á, là con tôi được một đứa đi đi bộ đội, một đội hồi xưa Giỏi mà rồi có tiếng luôn, đó. có tiếng là như vậy nè, có kỷ luật. Cái đơn vị mà của nó tôi lên thăm, mà ta xuống rồi người ta phải đến địa phương tôi, mà ta người ta nói đó, người ta phong đó, ta nói với cái người địa phương chỉ huy quân sự ở địa phương, người ta nói cái anh ghi đó, anh có thằng con ngoan lắm, anh khéo dạy, anh chỉ khéo dạy lắm. Vì tại sao vậy nè, tôi nói với nó là tôi muốn cho con tôi nó ngoan được á, là như này tôi phải dồn bao nhiêu tiền của người ta thì lo được ở nhà, tôi lo nó ở trong đơn vị, đừng có trốn về, trốn về sao nó vui rồi nó đào ngũ luôn, được mình còn cực dữ nữa, nuôi ăn rồi trốn tránh không làm gì được, tôi phải để trong nó tiền bạc thì giúp cho nó đó, thay vì cho người ta tôi cho nó ăn hưởng, bạn bè mình muốn ăn uống gì đó thì nó ở rồi. Mà khi nào mà nó về đó, là tôi nói khi nào nó có cái, hồi nó có cái sợi dây nịt anh biết không, dây thắt lưng đó, là đứa nào về đó có cái đó thì biết có phép, nó bằng áo bông có cái giày, nó còn còn không có, nó trốn là coi như không có cái gì hết, là nó trốn, nó lè phè là nó trốn rồi đó. Đấy, lần nào mà nó thật, nhiều khi vợ chồng tôi cũng chảy nước mắt đó, nhớ con lắm, nhưng mà cứ nói nó vậy đó, mà nó nói trả lời tôi có những tiếng là ba ơi con sắp sửa về phép, mà thật sự nó quá, đứa nào cũng dành, mà nó đi phép thì nó cũng mỗi đứa là đều phải ở lại hết, còn con tôi thì nó ngoan, nó nghe lời là tôi thấy thích lắm, và được cái đơn vị nó rất khen. Và được thêm một cái là trong đơn vị tôi có hai đó, đơn vị của nó có hai đứa, một là nó và thêm một người bạn nữa cùng chung nó, là được gọi là được một cái danh dự là đi về ngay chỗ Phích Săn á, Phích Săn ở ở trên thị Bà Triệu, Bình Triệu á, Ở nhà chỗ là vô lò trong mổ heo á.
cái đơn vị của nó kết nghĩa với Vũ Săn á, là vô đó dạy, dạy vũ khí. Cái ngày mà quân đội nhân dân Việt Nam á, là được xuống đó dự dự một buổi lễ lớn của Vũ Săn á, kết nghĩa đó, là vô dạy cái đám mà thanh niên trong đó là vũ khí mà gọi là dân quân gì đó ở trong đơn vị Vũ Săn á, là hãnh diện ghê lắm mà người khác không có. Thì tới ngày về xong là đó là tôi đóng góp như vậy thôi, chứ ngoài ra tôi không đóng góp như người ta. Vấn đề mà là tiền bạc hay cái gì mình có, lúc đó nghèo quá mà. Như nãy tôi tâm sự với anh Cầm Nguyễn đó, nghèo quá thì chỉ có cái công sức đời tôi hết anh ở đời ơi, đó. Tôi nói anh nghe cái điều này là con người ta mình góp đây là mình có cái tâm, chủ yếu mình có cái tâm cho anh. Dạ. Có cái gì, là, có cái gì đó thôi, chứ còn mà ra ở đây thì nếu không có tiền của thì mình góp những cái gì lời lời hay ý đẹp để mà mình gây dựng lại xã hội của Việt Nam mình thôi, chứ còn thì ở đây mình đâu có tài giỏi hơn ai. Tôi cũng nghèo lắm nha, thì thôi với anh Phượng cũng vậy thôi. Đây rõ ràng thì thôi, chứ không có cái gì gọi là phải ái nái cả. Nhắc lại một lần nữa, cái danh từ Ngụy đối với tôi giống danh vậy, tôi không hề băn khoăn, chẳng có gì để ý nữa. Bởi vì trên nguyên tắc anh phải hiểu là mình phải hiểu sử chút, có nghĩa là lịch sử là gì? Lịch sử là do những người chiến thắng viết lại. Mình phải hiểu một cái điều đó, người chiến thắng viết lại. Mà quý vị mình hỏi lý do tại sao người ta chiến thắng là bởi vì họ có chính nghĩa, đơn giản thôi, không có mẹ đó là chứ không bình thường thôi. Và cái từ Ngụy đó đối với tôi không suy nghĩ gì trên trời, tôi bị gọi hoài mà tôi cười hoài chứ đâu có gì đâu, bình thường mà. Rồi anh Phượng đây nói tôi gì là không? Không vậy anh Phượng tôi nói lên thì, dạ mình riêng mình ấy thì là tôi nghe anh ghi nói là tôi rất là xúc động đấy nhá. Ê, bây giờ mình chỉ trở lại cái câu chuyện là mình hôm nay mình muốn nói thêm hai chuyện đấy. Cái chuyện thứ nhất là chữ Ngụy, thứ hai là cái chuyện bộ quần áo. Thì cái chữ Ngụy đây, bà cụ tôi ấy, bà cụ ruột của tôi đó là đã nói của tôi đã la chúng đã dùng cái chữ đó để la tôi khi hồi còn nhỏ, và la những người khác là hay là la những đứa cháu đó. cháu ngoại của bà đó là mình nó phá như thằng giặc, phá như Ngụy. Là hồi đó là ngay từ cái hồi mà tôi còn nhỏ, ngay từ hồi mà tôi còn đi nhập, còn đi học ở Việt Nam á, trước năm 75, năm 60 mấy, 64, 66, 67 là khi mà nhà tôi bắt đầu có cháu, bà chị và có gia đình và bắt đầu có cháu, đó là tôi thấy bà cụ tôi bà đã mắng yêu những đứa nhỏ, những đứa cháu của tôi là nó phá như là giặc, phá như Ngụy. Chính xác. Thì cái chữ đó thời của mình đứa nào cũng bị cho nó Ngụy cả. Đó là hồi nhỏ đó, thì bây giờ đến khi bây giờ lớn thì bây giờ này, khi mà mình nghe nói chữ Ngụy đó thì là nó chữ Ngụy đó nó tôi nghe từ nhỏ tôi không thấy gì cả, thì thử tôi mới dùng cái chữ Ngụy, Ngụy Cầm Nguyễn, Ngụy Ghi Nguyễn, Ngụy Phượng Nguyễn, là tôi dùng cái chữ đó là rất là dễ chịu. Điều đó là cái chuyện đầu tiên tôi muốn nói với chữ Ngụy. Cái chuyện thứ gì mà tôi rất là xúc động khi mà tôi nghe anh Nghi nói về bộ quần áo, về bộ quần áo và quân phục trước năm của anh em mình mặc ngày xưa đó. Thì cái hồi khi mà tôi ở bên Mỹ này, hồi đó tôi có tụ họp cái khóa của tôi lại đây, cái khóa của tôi chỉ có 200 người thôi, thì tôi tay tôi thu dọn anh em lại, tại tôi ở qua bên này trước, tôi thu dọn anh em lại. Thì anh em mình có đề nghị với mình là bây giờ thôi giờ mình may một bộ mỗi người á, thì trên Cali, bên Cali nhưng mà quần áo bán rất là đẹp, rất là nhiều. Anh em mình mới đề nghị mình bảo là thôi mỗi người may một bộ quần áo, đặng có chết mà mặc theo. Tại cái hôm đó là đi mình có cái đám ma anh bạn, thì mấy người bạn mình biểu đề nghị là mỗi người may một bộ quần áo rồi để chết mà đi đâu mặc với nhau. Tôi nói thôi không dám đâu, mà tôi nói là bỏ bộ quần áo ra từ năm 1975 qua đến bây giờ một mỗi lần gặp nó bở vía, bây giờ bắt mặc lại. Anh em mình là cự nữ mình từ luôn từ hồi đó. Thì ý là tôi nói là thế này này, ý là mình nói thế này nè, cái chuyện mà với tôi đó thì sống trong hòa bình thì nó rất với tôi mình quý lắm mày. Cái chuyện chiến tranh là cái chuyện thời gian mà trong chiến tranh nó với tôi nó không có cái gì gọi là thích thú hay là hoan hỉ hay là vui vẻ để mà mình sống lại đó cả. Mình với anh khi mà mình nghe anh Nghi nói lại cái chuyện đó thì nên là mình là sẵn sàng, mình là muốn bỏ thêm trong đó cái câu chuyện riêng biệt của mình là như vậy đó đấy, không mình ngừng đây. Yeah. Thì tiếp lời anh Phượng thì tôi cũng không khác gì anh mấy,
Tôi đã từ bỏ 1975, 30 tháng 4 thì mình đã cởi cái quân phục ra rồi, mình không nói gì nữa. Rồi sau này hình như năm ngoái thì năm ngoái hình như tôi với anh cũng một lần nói chuyện với anh Phượng ha. Dạ. Năm ngoái thì ở ngoài Bắc nó xuất hiện một số người. À đúng rồi đó. À, anh nhớ tôi với anh có cái nói chuyện đâu. Từ những con người của mình bất xúc mà mình ghét, mình thấy ở mình ghét kinh khủng luôn. À, có, anh hiểu không? Tính nghiệp giống như tâm sự của anh tôi. Chúng ta đều cởi cái bộ áo ra rồi, chúng ta sống trong hòa bình rồi. Bây giờ khi mà anh đem cái bộ áo đó bông rằng là chạy dù gì không biết, nó gợi cho mình lại cả một cái vấn đề chiến tranh. Anh thấy tôi rất là nặng nề, thấy nó nặng nề lắm. À mà mình không thể, có nghĩa là khi mình nhìn ra con người mình không thể thoải mái được, nó hẳn là như vậy. Yeah, đó đó là. À, cho nên vì đó rồi mình có một cái like, tôi với anh Phượng đã nói vấn đề rồi. Đó thì. Sẵn hôm nay thì mình cũng vậy, mình cũng tâm sự với anh ba bạn già mình nói thẳng là vậy, vừa nói chuyện chơi vừa giao lưu với con cháu, nhưng mà thực chất là mình nghĩ sao thì mình nói như vậy. Cái chuyện đó là quá khứ đã qua rồi, và tôi cũng đã lên live mà tôi đã chứng minh rất biết bao nhiêu lần cái chiến tranh đó, nó không đơn giản như giờ mấy đứa nhỏ nó ngồi mà nó ngồi nó ngóc mỏ nó cào phím, nó tan thương, nó khóc liệt, nó làm đủ trò. Và hiện giờ trên Google tôi cũng đã nói với anh Phượng rồi, sau khi chiến tranh nó qua đi thì cái kho hình ảnh của quân đội Mỹ nó bung ra cái hàng mấy chục ngàn tấm ảnh của về chiến tranh Việt Nam, nó thê thảm, nó khủng khiếp lắm. Thành ra mình thấy là mình muốn rớt mắt luôn. Mà ngộ vợ cái thời mình đi lính lẻ nó không có mấy hình đó thôi anh ơi. Lúc đó mà mình đâu có được coi, anh họ đâu có chiếu lúc đó anh. Đúng rồi, họ nếu mà anh thử tưởng tượng lúc đó anh. Đây này, đừng bây giờ đừng nói những cái tấm hình vớ vẩn nhỏ như vậy sau này mới coi nè. Ngay bây giờ cái chuyện mà Mỹ Lai đây năm 1968 đó, năm đó là năm Mậu Thân đó. Mà đến mãi sau mà Việt Nam mình hồi đó mình chỉ nghe đó, mà nghe chỉ nói miệng người này nói thầm thầm, bà nói thầm thầm ở trong đó chứ còn đông ai mà dám nói anh. Ai mà dám nói là cái chuyện đó, hình ảnh đó mình đâu có được coi, đâu có biết đâu. Mãi sau này á, chiến tranh nó chấm dứt rồi, người Mỹ mấy cái chiếc mà mình có được những tấm hình đó mình coi đấy, là tại vì sao, nhờ bên Mỹ là những cái người phản chiến, những cái người đúng mà chống chiến tranh lại, những người lính Mỹ ngày xưa qua Việt Nam nó nhìn thấy những cái cảnh mà nó đi ngược lại cái lòng của nó về đây nó tố cáo ra, rồi lúc đó tụi Mỹ nó mới được nghe, rồi nó mới chuyển đến Việt Nam, để Việt Nam cái sự người những người như mình mới được biết. Mới biết. Thì có một cái like anh, tôi cũng đã từng nói rồi, nếu những cái hình ảnh này mà đập vào mắt tao trước năm 1975 thì tao đi theo Việt Cộng mẹ rồi. Nó thẳng là vậy. Anh quá tàn nhẫn, anh cầm, quá tàn nhẫn. Anh hiểu tôi đó không? Anh cầm với anh Phượng biết không? Ở đây tôi thấy là coi như nếu như mình thì không nói gì xa, không có thông tin bị xa. Những người bây giờ thì làm gì ở bên Mỹ hay là bên các nước châu Âu đi các nơi đó, không có người của ở Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó, không lẽ không biết không? Những Việt kiều bên đó không lẽ không? Và nói chính xác nhất, nó nói dữ tợn nhất là như Tân Thái không? Tân Thái người đấy là những đó sao mà không, nhưng mà nó làm gì làm cha mẹ nó cũng phải biết. Mà có ai đóng góp vấn đề đó, ai đóng tranh đâu? Nó vì tiền, nó biết chứ. Đó, bởi vậy, trung thực, cũng như anh nói, vấn đề anh Thượng nói hồi nãy đó, chiếu lên những cái phim này, mà anh đã ở trong Sài Gòn, thì anh biết là những phim ảnh về sau này, nhưng mà người ta đập vào những người bên Mỹ, bên các nước, bây giờ Việt Kiều bên đó, không biết đập vào đầu là cái gì không? Cái phim Chúng Tôi Muốn Sống, người ta cứ gợi lên cái chuyện đó là thật, mà cái đó là ảo, là giả. Đúng rồi, là cái đó đặt. Là phim, đó là phim dựng, có nghĩa là ngày xưa mà, phim đó ở miền Nam thật, không có thật. Đó Lê Quỳnh hay là gì Quỳnh đó, đã đóng Lê Quỳnh thì đó, nhưng mà ta cho là thật. Thấy không, cái con cá gì đó, nó con cá mập gì nó cắn là bò ba gì cộng là leo đu đủ không gái đó, đó mà ta lại tin. Bây giờ ta cứ nói nhớ tới cái vụ đó ta cười. Ngày xưa ta đóng mà cái phim kia đóng quân ở đây khê thì cái ở cái bắt đầu từ Phú Lợi nè, Bình Dương nè, chợ bún nè, các cái thường treo mấy cái pano treo lên xuống
nào rắn thì có hai rắn nào rắn gì con rắn thì nó không có đẻ ra rồng tù lưu la những cái đại khái những cái từ mà đủ mà chê ba vị cộng nó vui lắm mình đi thấy tù lưu la tiêu tiêu lắm khổ bạn quê rồi anh ghi tiếp đi anh ghi đối tiện đi rồi đó là tôi nói anh nghe nếu mà trường hợp những người đó đó cái đó người ta đưa vào đầu. Còn cái chuyện như mình nói qua cái vấn đề mà Mỹ Lai rồi những cái tay mà Hà Đại Hàn đó. Yeah, Đại qua Hàng. Nó giết chóc đủ thứ khác ở Quảng Ngãi gì đó. Anh thấy nó có phim ảnh lên có người nhận những ý như người nhận tội đó mà ai mà nói lên đâu ai đấu tranh đâu. Đúng không? Đào Minh Quân đi thưa rồi Trung Quốc lấy mấy ngàn tỷ đó xong bây giờ đi thưa. Hàn Quốc nó đánh nó đi đúng không? Mỹ Lai thưa đi làm được như thế mặc dù anh nhiều ra cái đó bởi vì không mình nói chuyện vậy đó anh nghe thì bây giờ cứ đánh nó đi cái chuyện thua kiện rất dễ lắm thành thử nói lên lắm khi mình nói chuyện thì nó sợ nó đụng chạm đến lòng ví dụ như anh Đức Đầu Bạc anh nói ngày xưa anh đi theo vì mình đi kháng chiến đi ông Hoàng Cơ Minh à Hoàng Cơ Minh đó. Anh đi qua bên Thái Lan bên này nọ qua đó là sau này anh biết anh về anh ngộ ra đó. Đó anh nhìn nhận ra rồi nhưng mà có nhiều cái đó tôi hỏi như Hoàng Cơ Minh hồi đó ông đi với cái diện gì nếu trường hợp như biết đi như vậy là ông đi có 20 người à mình kháng chiến cái gì mà bao nhiêu binh đoàn không, bao nhiêu thì anh biết không anh cái chuyện mà ông Hoàng Cơ Minh đó bây giờ mình có bây giờ 40 năm sau bây giờ năm nay nó cũng khoảng chừng là 40 mấy năm 42 43 năm sau đây mình nói là công nhận là cái nhà của cái nhà của ông Hoàng Cơ Minh cũng giỏi thật đó tức là họ bịa ra một câu chuyện không có gì hết cái họ bán cái điều họ tạo dựng ra họ bán cái điều đó ra cho những người Việt kiều ngoài này nghe thì đó có người quân sư đó ông giờ còn nghĩa không thì không phải đại nghĩa đâu cả trung nghĩa chứ không đại nghĩa đúng rồi đó tức là họ bán cái tư tưởng đó ra họ bán cái tổ chức đó ra cho anh em mình tức là mỗi người Việt Nam Việt kiều mình này qua đây là cứ níu lại tại vì cái đi ra khỏi Việt Nam nó khổ lắm anh ở Mỹ là anh chán cả những người con trai như tôi 23 24 tuổi qua đây nó cực khổ thì tức giận nó thua trận cái chuyện này căn bản thế này cái thằng cha nó thua trận nó bao giờ nó cũng muốn phục thù cái nhà Hoàng Cơ Minh họ nắm được cái chỗ đó thành thử họ bán cái đó thành thử mà đến bây giờ họ còn tiếp tục họ bán khi họ bán được rồi đó họ bán cái vốn nó ra rồi đó rồi mấy ông khác nắm mấy nó rồi họ mấy người thằng cha ba bán theo thành thử ra mới sau đó mới đẻ ra bao nhiêu ông là Nguyễn Hữu Chánh Đào Minh Quân ông này ông kia mấy ông làm ra một mặt như vậy một ruột như vậy anh là anh biết không trước đó đâu phải là ông làm đầu tiên đâu trước đó là cái vụ mà lê gì với lại ông Trần Văn Bá rồi Mai Văn Hạnh một ok Mai Văn Hạnh Trần Văn Bá rồi thì đó thì với lại là ông Lưu Tý là đứng ở nhà chỉ huy mà Lưu Tý sao nó không nghe lên tiếng nói xong đấy là bị một ông đơn giản ông hút thuốc rê không bắt ông phó giám đốc công an tỉnh Bình Hải đã cái súng rồi bắn ông hầu ông thử coi ông mà đâu lắm bắt lấy đâu là bao nhiêu súng đạn hết mà còn ông Hoàng Cơ Minh có mấy cây súng quèn mà là làm cái gì cái điều cái tôi muốn nói cái điều này cái điều anh Phượng nói rất là hay mà anh nhớ kỹ cái ngày mà ông Hoàng Cơ Minh mất á 15 năm sau mới là xác nhận ông chết còn nó vẫn còn giống nó vẫn còn giống nó hoài giống như ăn tiền bị mất tích mà mất tích anh à bị mất tích đoạn mất mất có xác làm ăn được đang làm ăn mày anh à anh biết hồi xưa đó ha tại anh không có đầu ngủ anh đầu ngủ nó không báo cáo anh đầu ngủ đâu đặng lãnh lương lãnh lương mà thôi bây giờ nói chuyện cũ một tí
không tôi không vui hiểu anh tại ta sao thôi ai sao dạ có vui nghĩa là chơi bây nhưng giờ mà đúng là cái nó dạ bây đúng giờ là mình nói chuyện cũ một chút thôi. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mà cái nhà công có cái chuyện xảy ra như vậy đó. Thì mới biết rằng là cái nhà của ông Hoàng Cơ Minh công nhận nó họ họ rất là tàn nhẫn nha. Ông Hoàng Cơ Minh cũng đâu phải ông sống mình thôi, ông có vợ có ông có người này người kia, có anh có em có vợ có con có người này người kia dòng tộc ông giữ mà tộc lắm mà đảng này cái nhà nó to lắm chứ không phải không, mà 15 năm anh bao giờ ông chết rồi mà không có ai được nói một câu, không có ai được khóc một câu anh, cũng người rất trời người ruột thịt của mình mà mình cư xử bây giờ tôi nói trung là thành người người ruột thịt của mình mà mình cư xử tàn nhẫn như vậy đây, đừng có nói gì những người ngoài. Cái người trong nhà với nhau nó nhà cũng rất to, hoàng cấp định hoàng cơ đủ loại hoàng Hoàng cơ Cơ trong Bình này đó, hoàng cấp không nó phải của gian mình là việc đời trước mà hiện tại hồi đó đây thì nói chuyện anh em đó ông mà dòng đấy họ anh em dòng họ mà dám đi mà dám cư xử với ông một cách tệ bạc như vậy thì tôi hỏi là mấy cái người đoàn viên mấy cái thằng ông nội mà lỡ nghe lời ông mà nó gạt nó cái một tức là nó quay ra cái gì anh em ruột thịt của nó còn cư xử như vậy thì mấy thằng người như tôi với anh với ông cầm thì ăn thua gì, mẹ nó nuốt. Thành thử ra mà cái việc dân mà mình anh có coi như vậy thành thử ra biểu là những cái lời nó nhưng mà kinh thế này này kinh, bây giờ mình nói lỡ nói thì phải nói cho nó hết. Mình có thấy cái sự mà lường gạt của cái nhà Hoàng Cơ Minh rồi bây giờ mới đẻ ra những cái Nguyễn Hữu Chánh. Ông Hoàng Cơ Minh ông bảo là ông có 10.000 quân, ông Nguyễn Hữu Chánh biểu tôi có nguyên một cái đảo lập nó quốc gia. Cái thằng Trang Nguyên nó tránh bắt đầu là nó phải to hơn, nó láo mày, mỗi lần nó láo phải nó bự 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 ra một chút. Mà đến khi mà từ Nguyễn Hữu Chánh mà đến Đào Minh Quân đó, có kiện rồi ăn rồi 20 mấy ngàn tỷ đô la, tức là cái lời nó láo nó càng ngày nó càng lớn ra. Cái căn bản của cái thằng nói láo đó là bắt đầu nó nhỏ thôi, cái lời nó láo kế cái này là bự ra một chút, bự bự bự. Anh em mình dân Việt kiều mình ở đất Mỹ này, đặc biệt dân Việt kiều ở Cali, tất cả mọi thứ là nó khởi đầu từ Cali, dân Cali là chuyên quán phim mà. Anh Phượng anh cầm này tôi không nói với anh Phượng hồi đó là anh không chiến đấu ở ngoài trực tiếp ngày xưa tôi chiến đấu anh nói nó báo cáo y vậy không biết thời anh cầm có biết không ví dụ như phi trùng mà đánh đó, bao nhiêu phi trùng rồi xong xuôi là có gây nhiều nổ phụ anh thường thường nghe trên đài nói và cái báo cáo trên cũng vậy nên rồi sát chết sao đoán không báo cáo dữ tận lắm mà cái nút chạy nó không có báo cáo bỏ chạy làm không báo cáo mà gọi là di cảm chiến thuật đấy nó có từ từ nào cũng hay hết nghe thử nói thật với anh mấy anh nói là tôi nghe lần này tôi nhiều khi tôi cũng thấy kỳ khô quá thì cái đám trẻ trẻ bây giờ nó không hiểu rồi lên nó chống bán là nó chửi mắng một số nó ru bên đây mà nói chứ bên đó nó nói lắm bên đây này. Cứ nghe nó ru rồi cái rất là thân thái là gì rồi tôi chương rồi nói y như con rập luôn y như là bạn sao nó đâu có nó đâu có lý luận gì đâu ghi, có nghĩa là anh bạn ghi có là nhiều đó anh à không có lý, có bao nhiêu thôi và nếu cứ có nhiều đó bơi à những cái chuyện rùi bu mà có chuyện không có thật à luôn cưới mà nó thôi dẫn đâu rồi nó ghét cô vô đó đó đủ thứ cái rồi mà nhớ à, nhiều nghe đó nhiều nghe lời nó nghe cái chuyện đó anh nhiều thử mình người nói rồi lên đây nói nữa mệt thì à thôi bây giờ tạm dừng cái chuyện ở đại cũ rồi đi, bây giờ mình nói chuyện mắm mới chút.